Hội cựu chiến binh huyện Tam Đông vừa tổng kết công tác hội năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, các cấp hội cựu chiến binh trong huyện đã đoàn kết, thống nhất cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, hội đã thường xuyên hướng dẫn tuyên truyền và chỉ đạo hội cơ sở vận động hội viên đẩy mạnh sản xuất kinh doanh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu đô thị văn minh Cùng với mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị, chỉ đạo hội cựu chiến binh cấp cơ sở xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh và nhân dân thực hiện tốt phong trào hiến đất mở đường, gương mẫu trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trong huyện. Trong năm, hội đã thăm hỏi, tặng gần 500 xuất quà cho các gia đình chính sách, hội viên gặp khó khăn vào các dịp lễ Tết, phối hợp với trung tâm y tế huyện tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho hội viên, ủng hộ gần 300 triệu đồng vào các loại quỹ phúc lợi xã hội. Phối hợp với các đoàn thể tham gia giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư.